Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop Em làm clip giới thiệu đến các anh Một mẫu, một bộ set dành cho xì gà Một bộ quà tặng uh, dành cho những người yêu xì gà Rất là đẹp, sang trọng và cũng như là rất là phù hợp uh, Cái mẫu này chỉ đến từ nhãn hàng Kohi 3 uh, Một mẫu có mã hàng là COB61 uh, Mã hàng thì em để ở trên góc trái màn hình Chính vì vậy khi mà đặt hàng thì các anh vui lòng đọc đúng mã giúp em Để bên em giao hàng đến đúng theo ý của các anh Ngoài ra thì các anh cũng có thể là truy cập website ambe.vn Gõ vào tìm kiếm là COB61 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm Cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau Như các anh thấy ở trên hình ảnh thì là uh, bộ set hai món Bao gồm một bật lửa và một cắt uh, Em nói trước về chiếc cắt nhé Đây là một chiếc cắt đến từ nhãn hiệu Koi 3 Chiếc cắt này thì có lưỡi cắt làm Răng cưa Chính vì vậy sẽ giúp các anh cắt nhanh Siêu nhanh một điếu xì gà Kể cả cuốn chặt hay là một số dòng xì gà to uh, Và cứng Thì ở đây cũng uh, phù hợp với ring size Từ 54 trở xuống các anh nhé 54 năm, năm, năm trở xuống thôi Nó sẽ cắt được Bởi vì cái khuôn này chỉ phù hợp với ring size như vậy thôi Một chiếc cắt được hoàn thiện Rất là tỉ mỉ Cũng như là sắc sảo Tất cả mọi chi tiết rất là hoàn hảo Và gần như không có những cái vết thừa Em cầm ở trên tay này sờ rất là mịn rất là sang trọng. cái mẫu này thì chỉ có một cái màu sắc như ở trên màn hình các anh đang thấy thôi. một màu dạng như kiểu là đây là sám ghi rất là sang, rất là sáng và rất là đẹp. còn đây là chiếc bật lửa kho. À, chiếc bật lửa khò này được thiết kế cong rất là mềm mại. À, logo cohiba và ở đây thì cũng có ô quan sát dung lượng ga giúp các anh kiểm soát uh, còn lượng ga bao nhiêu uh, chủ động cho mỗi chuyến đi. ở đây cũng kèm theo đục xì gà đục xì gà tất cả đều làm bằng kim loại chính vì vậy chắc chắn ở đây là toàn bộ là vỏ kim loại một cổng bơm ga uh, cũng như là điều chỉnh ga to nhỏ luôn hết cách uh, hết ga thì các anh có thể tự bơm được thì cách bơm ga thì các anh có thể xem ở trên kênh youtube ambe và lửa đẹp luôn ở đây là một chiếc khò bốn tia cái điều đặc biệt của cái bật lửa khò này đó là uh, có thêm bốn cái thanh trợ nhiệt nơi này ba thanh trợ nhiệt chính vì vậy là khi mà các anh châm nóng lên thì nó sẽ đổi màu của tia lửa kho rất là đẹp từ màu xanh chuyển sang màu đỏ à, em cũng lưu ý một chút là các anh là cái màu đỏ này nó không hề ảnh hưởng đến cái mùi vị xì gà bởi vì lửa kho khi mà uh, cái tia kho nó ra thì nó không ra quá nhiều mùi ga cũng như là nếu như mà các anh sử dụng uh, cái nguyên liệu ga bơm vào là những cái loại khí butan tan thì nó sẽ đảm bảo cho điếu xì gà của mình không bị ảnh hưởng không bị ám mùi uh, thế nên là thưởng thức xì gà đúng chuẩn bị luôn Đấy, một chiếc bật lửa kho được trợ nhiệt rất là mạnh rất là phù hợp với các anh hay sử dụng điếu to một chiếc bật lửa kho 4 tia kèm theo trợ nhiệt anh nào mà kết cái bộ set này thì có thể comment số điện thoại bên dưới video này Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là các anh có thể đặt mua luôn ở trên website ambe.vn để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé xin cảm ơn các anh rất là nhiều